Hello mọi người. Chào mọi người. Mọi người có khỏe không? Đây là một clip rất là random. Chi đi về nhà. Bây giờ cũng muộn rồi. Chi về nhà và Chi tắm rửa, skincare, mặt còn đang bóng nhảy. Và mình cứ trằn trọc, mình nằm mình trằn trọc. Sau khi mình quay một cái tập podcast xong, mình làm việc với khách hàng xong, xong mình về nhà mình nằm, mình vẫn cảm thấy có một cái gì đấy mà mình chưa nói hết, chưa làm xong. Và có một cái gì đấy liên quan đến tình cảm, đến mối quan hệ giữa con người hoặc là mối quan hệ tình cảm hoặc là cảm xúc của mọi người, mà Chi cảm thấy là đang muốn mượn bài để nói chuyện với mọi người một chút. Cho nên là Chi đã quyết định là ngồi dậy và đặt máy, đặt điện thoại quay hơi tối một chút và cũng không có mic để nói chuyện với mọi người, để xem là có thông điệp gì, lời nhắn nhủ gì dành cho mọi người hay không. Và đây là một clip liên quan đến, Chi sẽ đặt một cái ý nguyện, đó là liên quan đến tình cảm, mối quan hệ dành cho những bạn nào ở trong mối quan hệ là đang cần nghe một cái lời nhắn gì đó. Mình sẽ bắt đầu luôn, và đây là không có chọn tụ, đây là một trải bài không có chọn tụ, một trải bài ngẫu nhiên không có chọn tụ, và dành cho những bạn nào có thể là đang trong mối quan hệ hoặc là có câu chuyện tình cảm xung quanh các bạn mà các bạn đang cần nghe thông điệp. Và vì đây không chọn tụ cho nên là có thể có rất là nhiều thông điệp nằm ở trong này. Nên là các bạn hãy sàng lọc những thông điệp nào phù hợp với mình thôi. Có rất là nhiều người xem maybe, nên là mọi người hãy hãy chọn thông điệp dành cho mình. Chị sẽ đi vào trải bài. Một thông điệp, một lời nhắn dành cho các bạn đang ở trong mối quan hệ, đang cần biết một điều gì đó trong mối quan hệ của mình. Một thông điệp dành cho các bạn đang ở trong mối quan hệ. Một thông điệp dành cho các bạn ở trong mối quan hệ. Mọi người chịu khó bật volume to lên để nghe hoặc đeo tai nghe nhé, vì khi không có mic đâu. Những ai cần nghe sẽ được nghe. Mình có isolation và we are the world. Chị sẽ bốc một số lá bài, sau đó là Chi sẽ nói nhé. Nhưng mà ngay lập tức là Chi cảm giác đây là nguồn năng lượng. Lúc đầu thì khi mà bốc lên hai lá này, Chi cảm giác như đây là năng lượng của hai người. Khi mà nó rơi hai cái lá này ra cùng một lúc thì Chi cảm giác là đây là của hai người. Nhưng khi mà cảm nhận kỹ hơn một chút thì Chi cảm thấy là cái vị trí isolation và we are the world này nó khá là đối lập nhau nhé. Là một người thì đang trong một cái trạng thái là cô lập với thế giới xung quanh, cô lập với cuộc sống, các cái mối quan hệ một chút để đi vào những cái tổn thương của mình, hoặc là khám phá về bản thân mình, khám phá về những cái tổn thương và những cái hành vi đang bị ảnh hưởng bởi những cái tổn thương đó của mình. Và một người thì đang đi ra ngoài thế giới ngoài kia để khám phá lại thế giới ngoài kia, khám phá lại những cái mối quan hệ, khám phá lại cái sự tự do và cuộc sống và văn hóa con người. Nhưng khi mà Chị cảm nhận kỹ thì giống như là hai cái vị trí này nó đổi cho nhau liên tục á, các bạn đổi cho nhau á. Nếu như các bạn nhìn lại một khoảng thời gian các bạn ở trong mối quan hệ này thì có lúc người này lại là cái người isolate, cô lập, và người còn lại thì đi ra khám phá thế giới ngoài kia, kết nối với mọi người ngoài kia. Và lúc thì chuyển ngược lại, là một người thì đang dành thời gian với bản thân mình, còn một người thì đang khám phá thế giới ngoài kia. Nhưng cũng có những lúc thì cả hai người ở trong một cái trạng thái cùng một lúc. Và có thể là ở thời điểm này, đây là thông điệp chung nhé, cho nên là các bạn hãy nhận thông điệp phù hợp với mình thôi. Có thời điểm này thì cả hai bạn, chỉ cảm giác như là hai bạn đang isolate khỏi nhau ấy, ý là take some time off, dành ra một chút thời gian để không có kết nối quá nhiều với nhau, mà dành cái thời gian để kết nối với thế giới của hai người riêng,
dành một chút cái thời gian để mà mình rời khỏi nhau một chút xíu, mình tạm thời off cái việc tương tác và yêu thương gần vật lý hoặc là tinh thần, cảm xúc. Mình rời cái sự gắn bó khỏi nhau một chút để mỗi người khám phá cái cuộc sống riêng của mình, dành cái thời gian, không phải là chia tay nhé, chị không cảm nhận được cái năng lượng chia tay ở đây, nhưng mà chị cảm nhận là mỗi một người đang có một cái hành trình riêng, đang khám phá lại cái hành trình riêng, đang tách ra khỏi nhau một chút về mặt cảm xúc và về mặt vật lý, có thể kể cả là về mặt vật lý, hoặc là các bạn yêu xa hoặc là không phải yêu xa nhưng mà rời khỏi nhau một chút, đi tìm chính bản thân mình ở trong cái thế giới, trong cái hành trình của riêng mình một chút. Chứ đây không phải là năng lượng chia tay, nhưng mà chị cảm giác như hai bạn cùng đồng ý cái việc đấy, cùng cảm giác được là đây là cái khoảng thời gian. Nhưng chị cũng cảm giác là trước cái khoảng thời gian mà các bạn tách nhau ra này, nó cũng những rất nhiều nước mắt và trải qua khá nhiều những cái sự trưởng thành cùng với nhau, những cái sự mông lung cùng với nhau, để cho đến thời điểm này các bạn quyết định là mỗi người sẽ trải nghiệm cái cuộc sống của nhau một chút. Có thể là quay về lại cái thời điểm mà hai người chưa biết nhau chẳng hạn, để mà chúng mình tìm hiểu, quay trở về lại cái hành trình của riêng mình một chút, khám phá lại với những con người, với những mối quan hệ của riêng, trong thế giới của riêng mình, chứ không phải là thế giới chung của nhau nữa. Thì đây là cái nguồn năng lượng đầu tiên mà chị đang đạt được. Và đây là một cái lời khẳng định là các bạn đang đi đúng, rất đúng đường. Nếu như các bạn đang có một cái câu hỏi là không biết cái mối quan hệ này có đang dành cho mình hay không, nó giống như là vài năm một cái mối quan hệ lâu dài, vài năm các bạn lại có một cái khủng hoảng ấy. Hoặc là đây cũng là mối quan hệ hôn nhân luôn rồi, hoặc là các bạn cam kết với nhau cũng lâu lâu rồi, trên khoảng tầm 2 năm rồi, 1-2 năm gì đấy rồi, tùy theo. Tuy nhiên thì ở khoảng thời gian này các bạn có khá nhiều những cái câu hỏi rằng không biết là cái mối quan hệ này có thực sự dành cho mình hay không, nó có phù hợp cho mình hay không. Thì cái sự khẳng định ở đây không phải là à, mối quan hệ này dành cho bạn đấy, đây là mối quan hệ đúng, đây là the one đấy, chứ không, chưa khẳng định cái điều đấy với hai lá này. Nhưng chỉ khẳng định là cái sự lựa chọn của các bạn ở thời điểm này, có thể đã tách nhau ra để đi khám phá cái thế giới của riêng mình á, nó đang đúng, nó đang rất là đúng, và nó benefit, nó lợi ích cho cái mối quan hệ này. Dù là cái mối quan hệ này trong tương lai nó như thế nào thì nó đang rất benefit, cái sự lựa chọn của các bạn đang rất benefit cho cái hành trình của cái mối quan hệ này. Thì đấy là cái thông điệp đầu tiên. Chi cũng cảm giác như là cái việc mà chưa gì mà đã cảm thấy là cái nguồn năng lượng của mối quan hệ này giống như là một cái sự định mệnh, hai người cùng phải xây dựng một cái cộng đồng nào đó cùng với nhau á. Chi không biết, có thể là kinh doanh cùng với nhau mà xây dựng một cái gì đấy, cộng đồng nhỏ nhỏ, một cái nhóm nhỏ nhỏ, hoặc là một cái cộng đồng nào đó, một cái sự kết nối nào đó cùng với nhau. Và các bạn sẽ không thể làm được điều đó. Có thể các bạn muốn cùng nhau xây dựng một cái gì đấy, một gia đình hoặc là một nhóm, hoặc là một cái cộng đồng hướng tới một cái gì đó. Nhưng nếu như các bạn cái khoảng thời gian này các bạn không quyết định là tách nhau ra một chút về mặt cảm xúc và tập trung lại vào cái hành trình của mình để phát triển cái thế giới của mình, cái nội tâm của mình, cũng như là khám phá về những cái tổn thương để giải phóng, để phát triển và để tiến hóa bản thân mình á, thì cái we are the world, cái cộng đồng mà các bạn định hướng tới nó sẽ không xảy ra. Có thể nhá, rất nhiều thông điệp đang download xuống, tức là mọi người chỉ cứ bị lọc vòng, nhưng mà mong là mọi người sẽ nhận được cái thông điệp của mình. Có thể là bạn, chị cảm giác cái nguồn năng lượng của cái người đang xem cái video này á, bạn là một cái người manifest và đã từng có những cái vision, có những cái manifest, có những cái mường tượng về một cái hành trình của một cái mối quan hệ mà có ích và có ý nghĩa, xây dựng được một cái gì đấy mà nó màu sắc cho cuộc sống này và có ý nghĩa với cuộc sống này cùng với nhau. Và ở cái khoảng thời gian này các bạn nghi ngờ cái điều đấy, tại vì sao nó có những cái hòn đá, có những cái thử thách, có những cái mà nó làm cho bạn nghi ngờ về cái mối quan hệ này. Nhưng thực ra ấy, cái việc tách ra khỏi cảm xúc này, rời nhau ra một chút về mặt cảm xúc gắn bó này, nó đang làm cho các bạn tiến tới với cái mục đích mà các bạn muốn manifest. Thì đang có thể cảm nhận và khẳng định cái điều đấy. Và nếu như
bạn không cảm nhận được cái này, bạn quyết định là rời đi hay là bạn quyết định là chia tay hay là như thế nào đấy, hoặc là không có mối quan hệ, thì đây không phải là clip dành cho bạn. Đây là một cái clip rất là specific, rất là cụ thể, cho nên là có thể rất ít người có thể chạm tới. Và vì cái sự mường tượng, vì cái vision về một cái mối quan hệ mà có ích, có ý nghĩa cho cuộc đời này, xây dựng được một cái gì đấy, gieo được một cái hạt gì đấy cho cuộc đời này, cho nên cái khoảng thời gian tách ra này để đi tìm lại bản thân, để tạo, để fulfill, để rót lại cái cup, cái ly cảm xúc cũng như là cái ly nội tâm cho chính bản thân mình ạ. Phát triển nội tâm cho chính bản thân mình. Sau đó khi các bạn tìm được, không phải tìm mà là khám phá được về bản thân mình lại, quay trở lại với cái nội tâm của mình để phát triển rồi, thì nó sẽ có một cái divine timing, có một cái khoảng thời gian thiêng liêng để mọi thứ nó bắt đầu cộng hưởng lại vào với nhau. Thì cái quyết định này đang là một cái quyết định rất chính xác và gần như là được bảo vệ để cái mối quan hệ này có thể phát triển đúng theo những cái gì mà các bạn vision. Thì đó là thông điệp. Chi có vẻ là cái khoảng thời gian gần đây, đặc biệt là 3 tháng trở lại đây các bạn, có thể là các bạn hoặc là từ tháng 10 năm ngoái, nói là các bạn question rất nhiều, nghi ngờ rất nhiều về là tại sao nhiều những cái sự thật ở trong mối quan hệ này nó không như mình mong cầu và tưởng tượng trước khi mà mình bước vào cái mối quan hệ này á. Nó bắt đầu được lộ diện ra, rất nhiều những cái sự thật được lộ diện ra, rất nhiều những cái cảm xúc và tổn thương các bạn bị trigger lên, và các bạn đã có rất nhiều lần các bạn nghi ngờ và các bạn cầu mong là cho cái mối quan hệ này maybe nó kết thúc đi, hoặc là nó trả lời cho mình biết được một cái gì đấy. Nhưng mà thật ra là cái khoảng thời gian này nó buộc phải xảy ra như vậy để các bạn quay trở về lại với cái nội tâm của mình, để xem là cái mối quan hệ này nó giúp cho các bạn soi chiếu nhiều hơn là kiểu tình yêu toàn màu hồng hay là tình yêu theo kiểu là đầy toxic, thì đều không phải là cả hai cái điều đấy, mà nó giúp cho các bạn soi chiếu. Giống như một cái tập podcast mà Chi nói về cái lá The Lover, và Chi có nói là tình yêu thực chất nó không phải là tình yêu mà là mối quan hệ thực chất. Nó có hai cái mục đích. Mục đích thứ nhất là để các bạn dần dần học tới cái từ khóa là tình yêu thương vô điều kiện, và thứ hai là để các bạn đi tới giác ngộ. Bất cứ một mối quan hệ nào, kể cả trong gia đình hay bạn bè hay tình cảm, đặc biệt là tình cảm, nó sẽ trigger nhiều nhất. Và cái nhiệm vụ của cái mối quan hệ là để cho bạn tiến hóa, là để cho bạn soi chiếu và đi đến giác ngộ, đi đến cái sự chữa lành và khai sáng cho chính bản thân mình. Cho nên là cái mối quan hệ này nó là cái mối quan hệ đấy. Rất nhiều bạn sẽ đặt tên cho nó là Twin Flame. Nhưng mà Chi đã rất lâu rồi Chi không có sở vào cái khái niệm đó. Dạo này gần đây nó come back lại với Chi, cái từ khóa đấy rất là nhiều, nhưng mà Chi cũng không đặt tên cho mối quan hệ làm gì cả. Bởi vì đối với Chi thì mối quan hệ nào cũng vậy, cũng sẽ giúp cho bạn soi chiếu rất là nhiều. Và cái tình yêu ở trong cái mối quan hệ này, rất nhiều lần các bạn cảm giác nghi ngờ rồi, nhưng mà trong trái tim của các bạn cứ có một cái gì đấy nó giữ các bạn lại. Mỗi khi mà ở gần cái cạnh cái người này chẳng hạn, hoặc là ở tách nhau ra nghĩ về nhau chẳng hạn, các bạn cảm thấy là mình không muốn bỏ cuộc ạ. Nó rất là pure, cái cảm giác ở trong trái tim này nó rất là trong sáng, và nó có một cái tình yêu rất là vô điều kiện. Tuy nhiên thì có rất nhiều thứ trigger các bạn, có thể là đối phương, có thể là chính mình, có những cái cảm xúc nó trigger những cái tổn thương lên mà các bạn cảm thấy rất là khó hiểu, cảm thấy rất là thắc mắc là không biết nó có đang đúng hay không, và tôi có nên bước ra khỏi mối quan hệ này hay không. Thì Chi sẽ không trả lời câu hỏi đấy. Tuy nhiên ở thời gian này, cái sự tách ra này, cái sự tìm về lại với cái nội tâm và cái thế giới riêng của mình này, nó đang là rất là chính xác. Ok, chắc có lẽ là Chi sẽ bốc sang bộ khác, không là Chi sẽ rất là miên man. Consciousness và maturity, new vision nữa. Trời ơi, ba cái lá này nó vừa khẳng định lại cho Chi tất cả những cái gì mà Chi nói. Đây là một cái mối quan hệ mà mang rất là nhiều những cái ý thức tỉnh ở trong đó. Các bạn work với nhau, hoặc có thể là một người work nhiều hơn. Chi đang cảm giác là một người work nhiều hơn, có thể là cái nguồn năng lượng tính nữ đang work nhiều hơn và đang soi chiếu nhiều hơn, đang nuôi dưỡng bản thân nhiều hơn, quay trở lại với thế giới nội tâm nhiều hơn. Nhưng cái người đối phương kia cũng vậy.
cái người mà đối phương của mình cũng đang có cái nguồn năng lượng này, cũng đang là một cái nguồn năng lượng mà quay trở về với bản thân mình, đi tìm lại bản thân mình, hoặc là đi gợi lại cho mình một cái phiên bản nào đó mà mình đang không cảm nhận được chẳng hạn, bằng cái việc là đi ra ngoài kia gặp gỡ lại những cái mối quan hệ của mình, hoặc là gặp gỡ những cái người mới, hoặc là trải nghiệm những cái trải nghiệm mới. Và thông qua những cái trải nghiệm đấy thì họ đang đi, đang soi chiếu ngược lại vào trong, và cả hai người đều đang trong một cái nguồn năng lượng của cái sự trưởng thành hơn trong mối quan hệ, cân bằng hơn về cả tính nam tính nữ, lẫn cân bằng hơn về cả việc nhận lại và cho đi ở trong mối quan hệ, cũng như là đang kết nối sâu hơn với cái ý thức đằng sau của mình, với cái biết, với cái nhận thức thuần túy đằng sau của mình thông qua cái mối quan hệ này. Và nó không hề rõ ràng, những cái lá đấy không hề rõ ràng là các bạn có tiếp tục với nhau hay không, nhưng nó là cái nguồn năng lượng, cái việc tiếp tục hay không nó không quan trọng ấy. Thì nhìn thấy đây là cái sự trưởng thành trong về mặt ý thức, về nhận thức thuần túy, về cái biết của các bạn, về cái sự cảm nhận nội tâm của các bạn á, về mặt tâm linh, spirituality, nó rõ ràng hơn rất là nhiều. Các bạn quay trở lại với chính bản thân mình nhiều hơn rất là nhiều, và cảm nhận được tình yêu từ bên trong, chứ không phải là tình yêu mà mình cứ dội ngược ra bên ngoài bằng những cái cảm xúc, bằng những cái trigger của mình. Và có thể là sau cái khoảng thời gian này, cái new vision nó sẽ đến, cái tầm nhìn mới, một cái góc nhìn mới cho cái mối quan hệ cả hai bạn. Chị cảm giác như cả hai bạn nó có một cái shift, một cái khoảnh khắc mà nó shifting, nó xoay 180 độ hoặc là bao nhiêu độ đấy, nó xoay và nó shift sang, nó giống như là những bạn nào mà tìm hiểu về quantum physics á, vật lý lượng tử ấy, và xem rất là nhiều những cái tài liệu về vật lý lượng tử và quantum physics, jumping á, nhảy sang những cái góc nhìn khác, năng lượng khác, từ đó các bạn nhảy sang một cái không gian, chiều năng lượng khác, chiều không gian khác, và nó thay đổi cả cái thực tại của các bạn ạ. Hãy tìm đọc về cái đó, hoặc là các bạn đã biết rồi, hoặc các bạn cũng quan tâm đến những cái điều đó, thì cái new vision này nó đang cho chị cảm giác đấy. Nó giống như là nó shift khi các bạn gặp lại nhau hoặc gắn kết lại với nhau á, nó có một cái xoay chuyển cực mạnh ở trong cái vị trí của cái mối quan hệ này. Và trời ơi, nói hết ra cả. Nó cả hai người sẽ đều có góc nhìn mới, thái độ mới, cách xử lý mới. Nó có thể là không rõ theo kiểu là 180 độ đâu, nhưng mà nó đang dần dần gieo hạt, dần gieo hạt, dần gieo hạt dần, và nó làm cho cái mối quan hệ đang có cái sự shifting. Tuy nhiên nói như vậy không phải là để mình phụ thuộc vào đó và mình an tâm theo kiểu là tôi sẽ không tiếp tục tiến hóa phát triển, cũng như là kết nối với nội tâm của tôi nữa, mà shift như này xong rồi là tôi để kệ ở đấy, để cho nó tự. Cái new vision này nó sẽ đến từ constant work, có nghĩa là từ cái việc liên tục, không phải là không ngừng nghỉ một cách mệt mỏi nhá, nhưng mà ý là mình liên tục ý thức được những cái hành vi của mình, ý thức được những cái cảm xúc của mình, ý thức được những cái phản ứng của mình, và mình làm việc và giải phóng những cái niềm tin cũ đó. Và mình liên tục vẫn tiếp tục connect, kết nối với cái nội tâm của mình, với cái cuộc sống riêng của mình. Và các bạn cân bằng được cái điều đó, các bạn sẽ song hành và cân bằng cái điều đó. Các bạn sẽ take time, có thể là khi mà quay trở lại với cái sự gắn kết này, các bạn vẫn ý thức được và các bạn biết rằng là phải cân đối cái thời gian nào, cái không gian nào là dành cho cái sự gắn kết một cách chất lượng giữa hai người, và cái không gian thời gian nào là cái mà mình phải quay trở lại tập trung vào cái cuộc sống của riêng mình, cái nội tâm của riêng mình, cái hành trình của riêng mình, cái sự soi chiếu của riêng mình. Thì cái khoảng thời gian sắp tới này nó sẽ như vậy. Các bạn sẽ free, giải phóng bản thân mình khỏi những cái mà tự cái mindset của mình, tự cái suy nghĩ, cái tôi cũng giống như là những cái vòng lặp suy nghĩ của mình á, nó bó hẹp lại. Lúc nào mình cũng nhìn thấy những cái sự tiêu cực ở trong cái mối quan hệ này, những cái sự không thể, ví dụ như là bạn
ấy như thế này, có những cái hành vi như thế này thì sẽ không bao giờ có thể làm cho mình hạnh phúc, hay là à nếu như mà mình như thế này thì mãi mãi mình sẽ không xứng đáng với tình yêu, hoặc là à tôi đang ở trong cái căn nhà này thì tôi sẽ không có được hạnh phúc, hay là tôi ở trong cái nơi thành phố nhộn nhịp này thì nó sẽ không làm cho tôi cảm thấy tiếp đất đâu. Có nghĩa là những cái suy nghĩ mà nó một là trắng, hai là đen ấy, những cái suy nghĩ nhị nguyên và những cái suy nghĩ nó bó hẹp cái không gian cũng như là những cái khả năng của các bạn lại, những cái khả năng thực tại của các bạn lại. Và trong cái khoảng thời gian sắp tới này, khi mà mình take time, mình dành cái thời gian để mà mình đi vào kết nối lại với cái thế giới nội tâm của mình và làm việc với những cái niềm tin nó đã cũ, thì các bạn sẽ giải phóng tất cả những cái mindset pattern đấy, những cái thinking pattern, những cái vòng lặp về mặt suy nghĩ nó cứ tự động auto như vậy một cách vô thức, thì các bạn sẽ mang lên cho nó thành ý thức và mình sẽ thay đổi cái góc nhìn rất là nhiều. The source. Có một cái chị sẽ nói ở đây dành cho một số người thôi, dành cho một số người, và không không phải là gợi ý hay cổ suý hay một cái gì đấy nhạy cảm ở đây nhá, nhưng mà chị có cảm giác là với những bạn nào hiểu thì sẽ hiểu. Chị cảm giác cái source đấy, bởi vì đối với chị source nguồn á là một cái nguồn, có người gọi là God, có người gọi là source, và chị cảm giác như cái mối quan hệ này đưa các bạn về gần hơn với nguồn của mình. Nguồn có thể có rất là nhiều tên gọi, có thể với những bạn mà theo tôn giáo thì sẽ gọi nguồn, sẽ gọi cái đấy là thượng đế, hay là một cái đấng tối cao, hay là chúa, hay là Phật gì đó. Nhưng mà nguồn đối với chị nó đơn giản là một cái biết ở đằng sau, một cái nhận thức thuần túy ở đằng sau, luôn luôn quan sát, luôn luôn nhận biết và luôn luôn thấu tất cả những cái điều đó. Một cái nguồn như một cái mặt trời ở đằng sau mình, một cái nguồn rất là lớn ở đằng sau và bên trong mình ạ. Thì chị cảm giác như là cái mối quan hệ này qua tất cả những cái thử thách, những cái vòng lặp và những cái khó khăn, thì cứ càng ngày các bạn sử dụng cái mối quan hệ đó để đi sâu vào bên trong, thì các bạn càng tìm thấy cái nguồn của mình, càng ngày càng tìm thấy nguồn của mình. Có thể có bạn thì tìm thấy God của mình, có bạn tìm thấy source của mình, cái nguồn của mình. Và cứ càng ngày càng trải qua những cái thử thách, các bạn càng cảm nhận được một cái vô hình nào đó ở đằng sau, một cái sự vô hạn, vô hình, yêu thương, tràn đầy, ngập nắng ở đằng sau, cho dù bạn gọi cái đấy là cái gì đi chăng nữa, cho dù nó có phải tôn giáo hay không, hay là chỉ là một cái nguồn, cái nhận thức thuần túy, một cái tình yêu thương vô điều kiện nằm vô hạn ở đằng sau. Thì cứ càng đi qua những cái khó khăn và với một cái ý thức là giải phóng những cái niềm tin cũ và làm việc kết nối với cái thế giới nội tâm của mình để giải phóng những cái niềm tin cũ đó, thì cứ càng ngày bạn lại càng cảm nhận được nguồn nhiều hơn, càng trở về với nguồn nhiều hơn. Và đây là cái mối quan hệ mà mang bạn về với nguồn rất nhiều. Nếu như trước đó, những cái mối quan hệ trước đó của bạn là những cái mối quan hệ để bạn bắt đầu ý thức được những cái tổn thương của mình, trigger để ý thức, hoặc là độc hại vô thức là thu hút từ những cái tổn thương của bạn, thì cái mối quan hệ này là cái mối quan hệ mà chị không gọi nó là lành mạnh hay là bất cứ tên gọi nào cả, nhưng nó là một cái mối quan hệ đưa bạn trở về gần với nguồn hơn. Và cho dù là cái tương lai của mối quan hệ này thế nào, chị cảm giác bạn cũng không quan tâm, và bạn cảm nhận được rất nhiều tình yêu thương vô điều kiện từ trong mình, cho dù là ở thời điểm hiện tại nhé. Tất nhiên là sau này nó quay vòng và bạn cũng sẽ phải làm việc sâu hơn, hoặc là bạn đạt đến một cái mức độ là thực tại ở hiện diện, ở hiện tại này, hít thở, đi qua cái mối quan hệ này, đi qua những cái trigger, đi qua cái thực tại này bằng những cái hít thở của mình, bằng cái sự hiện diện đơn giản của mình ạ. Thì cho dù là cách nào bạn đang dùng đi chăng nữa, thì cái mối quan hệ này cũng đưa bạn về gần với nguồn hơn. Và đó là một cái mối quan hệ định mệnh để đưa bạn về gần với nguồn hơn. Chị sẽ... lâu lắm rồi chị không dùng bộ này, nửa tiếng rồi không chọn tụ. Chị mong là các bạn sẽ vừa bốc ra religious factor, một cái mối quan hệ rất là spiritual benefit, lợi ích cho cái chặng đường tôn giáo hoặc là tâm linh tinh thần của các bạn. Và còn nửa tiếng, chị mong là những ai mà đang xem clip này thì đây là những gì mà các bạn cần nghe, và hãy chọn lọc cho mình nhé. Cũng muộn rồi ấy.
Nó giống như là mượn bài để nói chuyện với mọi người thôi, ngồi buôn ấy. Release your ex. Hãy buông bỏ tất cả những cái hành vi vô thức của chính bản thân mình. Đấy là thứ nhất nhá. Thứ nhất là chị nhìn thấy hai cái thông điệp từ cái này. Thứ nhất là mình hãy từ bỏ tất cả những cái hành vi vô thức và những cái niềm tin đã cũ về một mối quan hệ, về chính bản thân mình, về đối phương, về tình yêu mà nó đã vô thức ở đó trong rất nhiều những cái mối quan hệ cũ. Đã đến lúc để bạn thực sự viết xuống xem mình đã có. Không phải chỉ nói là bỏ đi niềm tin cũ nữa, mà là thực sự viết gạch đầu dòng là mình đã có những cái niềm tin nào mà nó đang không còn phục vụ cho cái chặng đường về với nguồn, về với cái sự khai sáng và về với cái tình yêu thương vô điều kiện của mình nữa. Thì mình hãy liệt kê ra và mình hãy thay đổi nó, mình hãy giải phóng nó, mình hít thở. Mình thực sự có những cái session với chính bản thân mình. Ở trong những cái session mà chị làm với học sinh của mình khi mà mình học tarot cũng thế, hay là đi qua lại mindful talking cũng thế, chị đưa ra những cái form mà mình phải thực sự ngồi xuống để mình hít thở, hiện diện cùng với những cái niềm tin đó, rồi mình viết ra, mình thay đổi. Ở trong workshop hôm trước của chị cũng có một cái form dựa vào oracle để mình thay đổi niềm tin á. Thì mình hãy tìm cái cách để mình thay đổi cái ý thức của mình, thay đổi góc nhìn của mình về những cái niềm tin đó. Mình viết ra và mình cảm nhận lại và mình đặt nó vào một cái ý nguyện cho một cái thực tại mới. Cái thông điệp thứ hai á, cái này rất là hay mà chị cũng học được từ trong cái việc là mình soi chiếu trong cái mối quan hệ của mình, mối quan hệ cam kết của mình á, thì hãy tất cả những cái tính từ cái giai đoạn này nhá, mà các bạn đang tách nhau ra bằng cảm xúc, bạn đang không có gắn kết quá nhiều cảm xúc với nhau mà đang quay trở lại với bản thân mình á, thì toàn bộ những cái niềm tin, góc nhìn và những cái gì mà nó là đối phương trước cái thời điểm tách nhau ra này á, bạn hãy giải phóng nó đi. Đôi khi chúng ta ở trong một cái mối quan hệ quá lâu, hoặc là cam kết, hoặc là biết quá nhiều về nhau á, mình vô thức mình xây dựng những cái niềm tin nó rất là vững chắc về cái người này, và có thể qua một thời gian dài cũng có thể là do cái hành vi của họ lặp đi lặp lại, và hành vi của mình cũng lặp đi lặp lại, và qua một thời gian dài mình nghĩ là mình hiểu nhau á, và mình nghĩ là à, đây là bản chất của người đấy, hoặc đây là bản chất của mình, nhưng thực ra nó chỉ là niềm tin thôi. Nó chỉ là góc nhìn, nó chỉ là niềm tin. Và nếu như mình cứ bó hẹp lại cái niềm tin đó của mình á, thì cái thực tại của mình nó sẽ không có gì thay đổi cả. Cho đến khi mà bạn mở cái lòng của mình, mở cái trái tim của mình, mở cái góc nhìn, mở cái ý thức của mình ra để nghĩ là, để tin rằng là cái gì nó cũng có thể hết. Bất cứ điều gì cũng có thể hết. Và khi bạn mở rộng những cái possibility, những cái khả năng nó ra, thì cái thực tại của các bạn nó cũng sẽ rất là magical, rất nhiều khả năng, rất nhiều những cái kỳ diệu đến. Cho nên là những cái gì mà mình cứ khẳng định về cái người này là à, bạn như thế, bạn chỉ có thể như thế thôi, bạn như thế thôi, tôi cũng chỉ có thể như thế thôi, hãy thả lỏng nó ra một chút, giải phóng nó đi. Coi như là mình vừa mới bước vào một cái chặng đường tình cảm mới với một người không quen biết đi, và mình tìm hiểu lại về nhau đi. Mình ngồi xuống mình đặt những cái câu hỏi mới về nhau đi. À, sau khi mà bạn đi, bạn tìm về cái thế giới của bạn như thế, về cái thế giới nội tâm của bạn kết nối lại như thế, có gì mới không? Bạn nhìn thấy con bây giờ, bạn kết nối với con người như thế nào? Nhân sinh quan, thế giới quan của bạn nó đang như thế nào? Tôi rất là tò mò được biết về điều đó. Em hoặc anh rất tò mò biết được điều đó. Hoặc là tôi rất tò mò để biết được điều đó. Hãy cho tôi biết điều đó đi. Kể một chút về cái hành trình của bạn ở thời điểm này. Hoặc là mình có thể thi thoảng mình hỏi nhau như vậy, hoặc là có thể mình nhìn ngắm thôi, không cần hỏi, không cần nói chuyện cũng được, nhưng mà mình nhìn ngắm xem là à, nó có một cái gì đấy mà mình có thể cởi mở ra hơn không. Thì trên chặng đường của mình thì chị thấy là đấy là một cái chìa khóa, vừa sử dụng cái mối quan hệ để soi chiếu và giải phóng những cái niềm tin cũ của mình, vừa mở rộng với những cái possibility, với những cái khả năng mới, những cái góc nhìn mới á, nó sẽ giúp cho bạn cởi mở với mối quan hệ, với tình yêu thương, và gắn kết một cách có ý nghĩa hơn rất là nhiều. Thì đấy đang là hai cái thông điệp mà chị nhìn thấy ở cái lá này.
The time has come to clear your energy. Clear tất cả những cái ex energy, những cái nó đã cũ rồi và nó không phục vụ cho hành trình mới này nữa. Bạn đã là một cái con người kết nối, phát triển nội tâm, cái nội tâm của bạn nó đã ở một cái level mới rồi và nó sẽ tự động mở rộng ra. Hãy mở rộng cái ý thức của mình ra với nhiều những cái khả năng hơn thay vì là bó buộc. Cái bộ não của mình nó hay lắm, nó liên tục hệ thống và liên tục gắn bó với một cái system, với một cái hệ thống nào đó. Và nếu như mình không liên tục giải phóng và làm mới, cởi mở với những cái điều mới, với những cái khả năng mới á, thì mình sẽ cứ stick với những cái hệ thống, cho dù là bạn đã thức tỉnh rồi, đã chữa lành rồi, bước vào mối quan hệ và bạn tự tin với cái việc là tôi đã biết. Không, bạn không biết gì hết, tôi cũng không biết gì hết. Chúng ta đều là những cái máy tính hết, và cái bộ não của chúng ta đều là những cái máy tính hết, và mình cần phải cởi mở, reset liên tục á, kiểu như là refresh và update phiên bản liên tục á. Thì cái đấy là cái mà chị thấy là ở thời điểm hiện tại rất là cần thiết. Calling your soulmate. Chị không bao giờ muốn đặt tên cho mối quan hệ, nhưng có lẽ đây, nếu như bạn muốn thu hút, không phải thu hút nữa, nếu như bạn muốn kiến tạo một cái thực tại mà ở đó cái mối quan hệ của mình nó là một cái sự gắn kết giữa những linh hồn, giữa những cái điểm sáng, giữa những cái ý thức mới với nhau trong một cái kỷ nguyên, một cái thời đại mà nó đang massive awakening, đang có những cái sự thức tỉnh và chữa lành một cách diện rộng á, và mình muốn là kết hợp gắn bó với những cái mối quan hệ mà nó sẽ mang lại ý nghĩa cho cuộc sống này á, nâng cái tần số cho cuộc sống này á, thì bạn sẽ phải là cái người mà làm cái điều đó. Và cái mối quan hệ hiện tại, cái sự tách ra hiện tại nó cũng đang làm cái điều đó. Thực ra cái sự tách ra hiện tại nó đang làm các bạn gần với nhau nhiều hơn. Calling for soulmate, cái việc calling này nó đến từ cái việc là mình take a step back, mình lùi lại một bước để mình tách nhau ra một chút, mình lắng nghe cái nội tâm của mình để mình lại đến gần với nhau hơn. Đây là cái cách mà mình kết nối với bất cứ một mối quan hệ nào. Chi không nói là lúc nào cũng phải bước xa ra, và nó cũng không phải là như cái cách các bạn hiểu là play trick hoặc là chơi game với nhau, hoặc là phải lạnh lùng với nhau. Không, nó là thực sự take time genuinely. Xin lỗi hôm nay chị sử dụng tiếng Anh nhiều quá. Dành cho những bạn nào khó chịu thì hãy hiểu cho chị. Chị có một cái coping, một cái phản ứng, đó là mỗi một khi mà mình cảm thấy là mình overwhelmed, mình nhiều thứ quá thì mình hay sử dụng tiếng Anh. Đây cũng là một cái mà khi mà mình dùng bài nhiều á. Thì nói lại một chút là mình hãy cảm nhận tình yêu một cách rất là thuần khiết, và nó đến từ cái việc là mình khám phá cái nội tâm của mình, soi chiếu cái nội tâm của mình, cảm nhận tràn đầy lại cái nguồn bên trong mình, quay trở về để giải phóng niềm tin, để nó gỡ rối, gỡ rác ra, để mà mình có thể cảm nhận lại cái nguồn trong sạch ở trong mình, rồi sau đó là mình chia sẻ và mình gửi gắm tới cái mối quan hệ này, tới mối quan hệ nhá, chứ không phải là tới một cái người cụ thể nào cả. Hãy luôn luôn đặt là mối quan hệ, cái sợi dây ý nghĩa này, chứ không phải là tôi cứ phải đưa cho người đấy, kiểm soát người đấy, ép người đấy, trao cho người đấy. Không, hãy trao cho mối quan hệ. Những cái gì là những cái mà tốt và ý nghĩa cho mối quan hệ, cái sợi dây này, hãy sử dụng cái góc nhìn đấy. Và mình trao cái tình yêu trong sạch và thuần khiết đó của mình, với những cái nhận thức mới của mình, cho cái sợi dây này, để làm sao đó những cái bên liên quan đối tác với nhau. Bố chị hay dùng từ đối tác, nhưng mà chị thấy cái từ đấy là một cái từ mà rất hay để cho mình có thể gọi cái người yêu, người bạn của mình trong mối quan hệ này của mình, đó là đối tác, bởi vì chúng ta cùng hợp tác với nhau. Thì đấy là một cái thông điệp. Chị sẽ bốc thêm. Chị lấy rất là nhiều bài nhưng mà chị thấy là nửa tiếng đồng hồ rồi. Còn điều gì nữa mà các bạn cần được nghe về mối quan hệ hay là về mình trong thời điểm này hay không? Chứ không biết đây có phải là một cái thông điệp không nữa, một cái clip thông điệp hay nữa, hay là chỉ là ngồi nói chuyện mọi người hy sinh.
Khi bạn làm theo tất cả yêu cầu của người khác, bạn tưởng là hy sinh, thực chất là vô minh. Thì cảm giác như là cái lá này nó nói về cái niềm tin cũ của mình, những cái people pleasing, những cái mà làm hài lòng người khác, những cái mà mình tưởng là hy sinh vô điều kiện, mình tưởng là tình yêu thương vô điều kiện á, và mình gồng gánh. Có thể là trong mối quan hệ này có một người mà từ trước đến nay làm nhiều hơn, hoặc là gọi là làm nhiều công việc hơn, hoặc là take care, lo lắng về nhiều phần hơn, cả kể là cảm xúc hay là vật chất, hoặc là nuôi dưỡng cái người còn lại. Thì có thể là ở thời điểm trước đây có một người trong mối quan hệ này đặt cho mình một cái gánh nặng về cái sự hy sinh như vậy. Nó đến, có thể đến từ cái tổn thương là không bao giờ cảm thấy đủ tốt, hay là không bao giờ cảm thấy là mình phải đi cứu, mình phải đi cứu thế giới, mình phải đi cứu người này, cứu người kia. Nó xuất phát từ cái tổn thương của các bạn hồi bé, có thể là về xấu hổ, có thể là về tủi nhục, hoặc có thể là về không cảm thấy đủ tốt, không có cái sự bảo vệ hồi bé của mình. Cho nên là các bạn cảm thấy là các bạn phải gồng lên, các bạn phải ở đây chị không muốn là lúc nào cũng moi cái tổn thương lên nhá, nhưng mà tất cả những cái gì mà nó channel, nó dẫn kênh xuống, chị sẽ nói. Và nếu như bạn cảm thấy không phù hợp với mình thì, và quá nhiều với mình thì hãy tắt cái clip tại đây. Chị cảm thấy là mình đã quá nhiều rồi, mình hy sinh, và mình tưởng là đấy là hy sinh, và đấy là cái tình yêu thương vô điều kiện. Nhưng mà đấy thực chất không phải là tình yêu thương vô điều kiện, nó chỉ là một cái hành vi được xây dựng bởi những cái niềm tin đã cũ của mình thông qua những cái tổn thương liên quan đến cái việc là không đủ tốt, liên quan đến cái nỗi tủi hổ ở bên trong của mình từ hồi bé. Và mình gồng lên, và mình có một cái phản ứng, đó là mình muốn cứu thế giới. Một, bạn sẽ có hai phản ứng. Một là mình tách biệt khỏi thế giới, mình ghét con người, mình không có muốn, mình muốn shut down, mình muốn hoặc là nó có, mình muốn shut down, hoặc là mình muốn đóng cửa tất cả mọi thứ. Hai là bạn cảm thấy lúc nào bạn cũng phải đi cứu thế giới. Cái này là cái mà chị rất là hiểu, vì chị nói chuyện với therapist của mình trước đây, và mình nhận ra là mình có những cái phản ứng như vậy. Kể cả cái lúc mà mình lúc nào mình cũng chăm lo cho người khác, mình đặt người khác lên, mình nghĩ là đấy là tình yêu vô điều kiện, và mình tưởng là mình cảm thấy tình yêu vô điều kiện. Nhưng mà sau đó cuối ngày về mình vẫn cảm thấy là sao có một cái gì đấy nó không đúng, và mình cứ cảm thấy mệt mỏi, và mình cảm thấy băn khoăn vì tại sao mình không cảm thấy hạnh phúc. Thì lúc đó là cái dấu hiệu của cái việc là mình đang làm tất cả những cái điều đó vì một cái tổn thương. Và ở cái thời điểm này chị thấy là cái bạn sẽ nhận ra được cái điều này. Bạn không phải là lờ mờ, bạn luôn luôn nhận ra cái điều này, nhưng thông qua mối quan hệ này bạn nhận nó, thức nó một cách sâu hơn. Lúc nào cũng thế, những cái bài học nó chỉ có từng đó thôi, nói đi nói lại trong những cái clip nó chỉ có từng đó thôi, hoặc là bên đạo này đạo kia, hay là những cái lý thuyết, những cái triết lý này nó chỉ có từng đó thôi, cái khung nó chỉ có từng vậy thôi. Nhưng mà cái cách, các cái góc nhìn nó sẽ khác nhau, và cách nói của nó cũng khác nhau, rồi từng thời điểm nó cũng sẽ sâu hơn, và các bạn cảm nhận rõ được bài học sâu hơn. Thì cái mối quan hệ này nó đang cho bạn thấy được cái sâu hơn. Bạn tưởng là bạn đã thôi, bạn đã xong rồi, bạn đã giải quyết xong rồi, nhưng thực ra nó cho bạn thấy sâu hơn. Nó trick bạn, đánh lừa bạn. Cái mối quan hệ này nó đánh lừa bạn một cách gian xảo hơn, để đến thời điểm hiện tại bạn mới nhận ra được một cách, nhận thức một cách rõ ràng hơn, và bạn quyết định là mình phải cân bằng lại. Không có nghĩa là mình đổ lỗi cho người kia. Chị nghĩ là cái nhận thức ở thời điểm hiện tại của mọi người cũng sẽ không có cái việc là đổ lỗi cho người kia, hay là lúc nào cũng đã từng thôi, nhưng mà bây giờ thì đã nhận thức tốt hơn. Và mình cảm thấy là cái vấn đề ở đây là cái vấn đề mà mình phải làm việc lại với những cái niềm tin về giá trị của bản thân. Cái phần dưới này này, cái phần mà mình bị tổn thương về self-worth, self-esteem, giá trị của bản thân, cái điểm baseline, cái điểm nguồn, cái điểm nền tảng giá trị của bản thân bị tổn thương. Và từ đó là mình chạy theo những cái mối quan hệ, và mình people pleasing, hoặc là mình cố gắng, mình đi cứu, đi thay đổi người khác. Và mình lúc nào cũng phải là tôi biết điều này, bạn phải làm theo điều này đi, nếu không thì bạn sẽ không phát triển được đâu. Và mình rất là bị hạt co, bị kiểm soát cái điều đó. Và nó rất có thể là nhiều bạn trong này là con gái đầu lòng trong gia đình nhá. Chỉ có một cái message nhỏ nhỏ như vậy thôi. Và thường thường là mình gặp những cái vấn đề với
ở trong gia đình về cái việc không đủ tốt á, có thể là con đầu lòng và hoặc là con giữa. Chị không biết tại sao chị nói thế nữa, nhưng mà đấy, tóm lại là mình học lại, mình mở cởi mở lại về những cái khả năng, về những cái niềm tin, thay đổi lại những cái niềm tin về cái việc là thế nào là cho nhận, như thế nào là cân bằng, và như thế nào là tình yêu thương vô điều kiện, và như thế nào đang là hy sinh một cách ảo tưởng. Thế đó. Và khi mà các bạn quay trở lại vào trong cái mối quan hệ này, nó sẽ cân bằng hơn rất là nhiều. Các bạn thả lỏng hơn, quay trở lại với cái tình yêu thương nó tràn đầy ở bên trong mình hơn. Các bạn sẽ biết là à, cái cảm giác nào là cái cảm giác mà tôi thực sự muốn nuôi dưỡng cho cái người này, cái mối quan hệ này, và cái cảm giác nào là à, tôi đang bắt mình, đang cố một chút. Thi thoảng cái việc cố một chút đó không vấn đề gì cả, các bạn không phải là sai hay gì cả. Cái việc cố một chút đó, chúng mình, đấy là cách chúng mình học về tình yêu. Từ giờ cho đến cuối đời chúng mình còn những cái bài học, cuối hành trình nó còn rất nhiều những cái bài học về tình yêu thương vô điều kiện. Không ai có thể master, chị nghĩ là không ai nên và cũng có thể là master 100% cái việc là à, phân biệt được rõ ràng, thì đấy đã không phải là tình yêu vô điều kiện rồi. Nhưng mà các bạn sẽ học cái cách cân bằng hơn để làm sao mình cho đi và nhận lại một cách chân thành, nhận lại cũng phải chân thành và thuần khiết nhất. Thì đó là cái và chờ đợi, hãy chờ đợi quả chín, kiên nhẫn với cái hành trình của mình. Khi mà mình cứ thúc giục để cái mối quan hệ này nó có thể có một cái kết quả nào đó nhìn rõ, thì đó là một cái dấu hiệu của việc là mình chưa làm việc xong. Khi mà trái tim của mình, tình yêu vô điều kiện nó không bao giờ có, chị nghĩ là tình yêu vô điều kiện sẽ không bao giờ có cái việc thúc giục phải làm được cái này, hay là thúc giục phải có được một cái kết quả này cả. Chỉ khi mà trong trái tim và trong cái self-worth của mình, trong cái năng lượng của mình, nó vẫn còn những cái khúc mắc, nó vẫn còn những cái tổn thương, nó vẫn còn những cái coping, những cái hành vi dựa trên những cái niềm tin cũ và tổn thương, nó cứ khiến cho mình phải thúc giục, nó cứ khiến cho mình phải kiếm được cái dopamine, và nó cứ thúc giục mình phải cảm nhận được hạnh phúc, cảm nhận được hạnh phúc liên tục, lúc nào cũng phải cảm nhận được hạnh phúc và trái ngọt. Nhưng mà đấy là dấu hiệu của cái việc tổn thương chưa được giải phóng. Khi mà tổn thương được giải phóng và mình tìm về và mình kết nối lại với cái nội tâm của mình á, và cái sự hiện diện ngay tại hiện tại á, và nguồn nhận thức thuần túy, tình yêu thương vô điều kiện, bất cứ bạn gọi là cái gì, nó nhẹ nhàng và nó thanh thản, nó thậm chí còn không có cả từ chờ đợi ở trong đấy, bởi vì nó không thúc giục một cái điều gì phải xảy ra cả. Và chị biết là bạn đã rất khó khăn để bước được đến với cái cảm nhận này, nhưng mà chị rất tự hào về bạn. Đấy là điều mà chị muốn nói, rất 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 tự hào. Có lẽ là điều cuối cùng mà chị muốn nói, rất tự hào về bạn. Nếu như bạn đang ở cái trạng thái là mình hoàn toàn cảm nhận được cái sự thanh thản, bình an, chị không nói là mãi từ nãy trở về sau nhá, nhưng ngay tại thời điểm hiện tại xem clip này chẳng hạn, hoặc là vài ngày trở lại đây chẳng hạn, mình nhẹ nhàng, mình thanh thản trong cái sự kiên nhẫn của mình đối với hành trình của mình, đối với hành trình của người còn lại, mình cảm nhận được lại, dần dần build lại, fulfill lại, dần dần rót đầy lại, dần dần cái tình yêu vô điều kiện của mình, cái tìm về cái self-worth, cái điểm nền tảng của giá trị bản thân, giải phóng những cái niềm tin, những cái góc nhìn mà nó không còn phục vụ cho mối quan hệ này nữa, thì chị cảm giác là bạn đang ở cái đoạn này, và chị rất rất tự hào về bạn. Đó là tất cả những gì mà chị dành cho mối quan hệ này, rất là thú vị. Chị rất là thích cái lá này, mối quan hệ này để đưa trigger bạn rất nhiều, nhưng đưa bạn đến gần hơn với nguồn, với nhận thức thuần túy, với cái sự phát triển về nội tâm, hành trình tâm linh của mình, tìm về với nguồn của mình. Và chị cảm giác là rất muốn chúc mừng và tự hào với các bạn, cho dù là nó chẳng có một cái lá nào lên là kết quả của mối quan hệ này như nào cả. Bởi vì chị cảm giác là ở thời điểm này, ngay tại thời điểm này, bạn không quan tâm đến điều đó nữa, hoặc sau khi nghe clip này, bạn chỉ quan tâm là bạn đã về gần hơn với nguồn của mình, fulfill lại cái nguồn của mình, cảm nhận lại cái sạc pin đó của mình, cái nhận thức thuần túy đằng sau đó của mình, cái nguồn ở ngay, cái cách mà về với nguồn nhanh nhất là hiện diện ở hiện tại.
thì bạn đang luyện tập cái đấy mỗi ngày. Và cũng đừng tò mò là người kia có đang làm được điều đó hay không, để cái mối quan hệ này tiếp tục đi tiếp hay là có ý nghĩa đi. Thì biết là thỉnh thoảng bạn vẫn sẽ có cái ý nghĩ như vậy, nhưng mà hãy tin tưởng và mở cái ý thức của mình để đón nhận những cái khả năng khác nhau. Đừng gò bó nó vào một cái hệ thống nào cả, và đừng bị cái bộ não của mình nó đánh lừa. Những cái suy nghĩ đừng tin 100% vào những cái suy nghĩ và những cái vòng lặp suy nghĩ của mình. Đó, thì đó là cái thông điệp cuối cùng dành cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã lắng nghe chi muộn như thế này. Và chẳng định nói gì quên luôn rồi. Mọi người ngủ ngon. Cảm ơn mọi người vẫn ở đây donate, ủng hộ, like, subscribe, comment, quan tâm đến những clip của chi và lắng nghe và tin tưởng những cái clip của chi. Hiện tại chi vẫn đang làm podcast, đang làm những cái tập podcast mới, làm những cái nội dung mới, rồi làm workshop mới. Nếu như mọi người quan tâm thì có thể là theo dõi ở trên Instagram. Chi post rất nhiều hoạt động, vài tháng một lần ở trên Instagram, không quá nhiều nhưng mà vài tháng một lần. Và chị cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thank you mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào clip lần sau, không biết là bao giờ, nhưng mà chị rất thích những cái nguồn năng lượng nó excited, hào hứng khi mà mình muốn trải một cái trải bài một cách ngẫu nhiên. Ok, bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.